Như các bạn cũng biết là hiện tại tất cả những cái dòng kích đề hiện nay á là nó sử dụng pin lipo. Vậy chỉ có những cái dòng pin lipo nó mới có dòng xả cao thôi. Thường thì chúng ta sẽ kích sử dụng những cái pin trên 75C để kích đề. Bởi vì khi mà mình kích đề là nó kéo dòng rất là lớn. Trong trường hợp các bạn xài những cái pin lipo mà dòng xả nó yếu á. Có những cái pin lipo mà dòng xả nó thấp, nó sẽ bị phù nha các bạn. Nó phồng lên. Kích vài lần là hư à. Nên là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái cục pin mà có dòng xả cao. Thì thường những cái dòng pin 100C thì càng tốt, 100C thì nó quá ok rồi. Thì thường những cái dòng kích đề của chúng ta sau một thời gian sử dụng mà chúng ta ít đục vô á, nó sẽ có cái trường hợp nó gọi là nó bị tụt cell. Tụt cell là sao? Là có nghĩa là khi mà các bạn cắm sạc nó không lên nữa. Cắm sạc nó không lên nữa nha các bạn. Và hiện tượng này nó sẽ xảy ra trong trường hợp là một số cell của chúng ta nó xuống quá sâu. Ví dụ như là nó xuống 2V. Nha các bạn. Nó xuống 2V, nó xuống 2.5V chẳng hạn. Thì lúc đó là cái mạch này nó ngắt dòng luôn các bạn, nó không cho các bạn sạc, không cho các bạn xài luôn. Nên đâm ra là các bạn phải kích pin lên. Không phải là pin cũ nha các bạn. Pin mới nó cũng có cái hiện tượng gọi là nó bị sập nguồn, gọi là nó bị tụt cell á, như cục này nha các bạn. Cục này á là hiện tại là mình chưa xài luôn. Mình nhập về mình để trong kho thôi. Nhưng mà khi mà mình đụng vô thì nó hết pin. Nó hết pin nha các bạn. Và đặc biệt là các bạn sạc nó sẽ không lên nữa. Các bạn sạc không vô được nữa luôn. Đó, và chúng ta còn phải cần phải kích kích nó lên. Bởi vì cái mặt này nó sẽ có cái chức năng gọi là nó khi mà các bạn sạc nha, nó sẽ chống quá dòng và đặc biệt là nó chống gọi là xài quá thấp. Trong trường hợp mà pin nó tự tự tụt cell thì nó ngắt hoàn toàn luôn. Đâm ra là các bạn sẽ không xài được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để cho các bạn kích nó lên. Thì như các bạn cũng biết là khi mà chúng ta đo cái nguồn điện của cái cục pin này ha, nó còn có 8.8V, coi như là 9V đi. Thì trung bình thì một cell, ba cell này khi mà sạc đầy chúng ta sẽ có là 12.8V. Thì pin mới thì giờ tầm khoảng 12.6. Còn khi mà các bạn hết pin đó, là mỗi cell cái pin gọi là để dự trữ nó phải là rớt cho tầm khoảng 3.8. 3.8 các bạn nhân cho 3 ha. 3824 thì phải 11 11.4. Đó là cái dòng điện để lưu trữ không bị hư pin. Thì bây giờ cái cục này nó rớt quá sâu rồi. Thì cái cục này nó chỉ còn có 8 9V thôi thì chứng tỏ là mỗi cell của chúng ta nó còn khoảng 3V ha. Thì bây giờ mình sẽ đo từng cell cho các bạn coi nè. Đầu tiên là dây màu đen nha các bạn. Dây đen, đến dây trắng nè. Đen đến trắng nha. 3V nè, ha. Rồi, từ trắng cho đến xanh nè là cell thứ hai nè. 3.1V ha. Rồi từ xanh cho đến đỏ nè. Xanh đến đỏ nè. Còn có 2.6, 2.7V thôi. Thì các bạn tính ra là các bạn đo tổng của nó còn có 9V thôi các bạn. Thì 9V thì nó lốc luôn rồi. Cái mặt này nó lốc luôn, nó không cho bạn xài nữa và sạc không vô được luôn. Thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải sạc rời. Sạc rời là chúng ta sẽ không sạc qua cái mặt này nha các bạn. Không sạc qua cái mặt này mà chúng ta sẽ phải dùng một cái sạc khác để chúng ta sạc. Thì bây giờ mình sẽ câu một cái jack ba lăng. Đây là cái jack ba lăng này các bạn. À, thì chúng ta sẽ có bốn ba cell thì bốn dây. Ba cell 4 dây và cái jack này jack ba lăng dùng cho pin 3S nha. Thì sau khi các bạn hàn vô từng cell một, các bạn sẽ dùng một cái báo pin này. Các bạn đo lại. Các bạn phải đo để xem là dây chúng ta câu đúng chưa nha. Đó. Thì khi mà mình cắm cái đo pin này vô ha. Và mình đọc từng cell ha các bạn. Đó, cell 1 là 3.11 13 này, cell 2 3.14 này và cell 3 là 2.7 này. Thì khi mà chúng ta hàn đúng dây thì các bạn cắm cái dây này vô cái nó sẽ đọc từng cell được. Nha các bạn. Đó.
nó là phần sale cho chúng ta. Rồi, ok. Thì sau khi chúng ta đọc từng sale xong rồi á, là cái dây này nó đúng rồi. Dây này mình hàn đúng rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải sử dụng một cái dây nguồn nữa. Thì thường ấy là chúng ta sẽ sử dụng một cái giắc cái. Cái này giắc đực, cái này giắc đực này ha. Thì chúng ta phải sử dụng một giắc cái mà đầu ra phải đầu XT60. Vì những cái dòng sạc thông minh hiện nay nó sử dụng một cái, nó sử dụng cái giắc là giắc XT60 nha các bạn. Thì cẩn thận các bạn, khi mà các bạn hàn vô các bạn phải hàn đúng cực nha. Cực dương bây giờ cũng là cái mặt phẳng nè, cực âm bây giờ cũng là mặt mặt nhọn nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái cục sạc. Đây. Bây giờ mình sẽ xài một cái cục sạc thông minh ISDT. Thì cục này hiện nay trên thị trường giá nó rớt cho tầm khoảng 1,5 triệu cục nha các bạn. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng cái cục sạc thông minh này để sạc, để nó có tính năng gọi là cân bằng luôn, có tính năng cân bằng cell nha các bạn. Đó, nó vừa cân bằng và nó vừa đo pin cho chúng ta luôn. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái này để chúng ta sạc. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cắm cái cục này vô này. Đó, và chúng ta sẽ cắm một cái giắc ba lăng vô, vô cái cục sạc nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể sạc không cần ba lăng cũng được. Đó. Nếu trong trường hợp các bạn sạc không ba lăng nha các bạn, thì các bạn sẽ sử dụng tính năng là lựa chọn 3S. Và pin này chúng ta là pin lipo. Ok, pin lipo. Và cái dòng vô của chúng ta, ví dụ mình để 3A và sau đó mình sẽ sạc. Ở đây là nó sẽ báo là without ba lăng, có nghĩa là nó sẽ, nó kêu là hiện tại là mình không có cắm cái giắc ba lăng. Thì bây giờ mình sạc. Thì khi mà mình sạc như vậy á, thì nó vẫn sạc vô nha các bạn. Và nó sẽ tự động là nó báo đầy. Sau khi nó báo đầy xong là nó sẽ ngắt nha các bạn. Cục sạc này là cục sạc thông minh 500W nha, 500W. Đó. Rồi, stop. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái chế độ là mình sạc luôn cái giắc ba lăng đi. Thì khi chúng ta cắm cái giắc ba lăng vô các bạn, thì ở đây á, nó sẽ hiện cell lên cho chúng ta. Đây, mình sẽ cho các bạn coi. Đó, nó sẽ hiện ở đây là cell 1 là 3.2, cell 2 là 3.26 và cell 3 là 2.9. Thì bây giờ mình sẽ sạc. Nếu mà mình sạc ở cái mức 3A thì nó sẽ, cái sạc này nó sẽ có cái tính năng gọi là nó sẽ đẩy cell lên nha các bạn. Nó sẽ đẩy cái cell lên cho nó đều ha. Đó, các bạn để ý nè, cái cell thứ 3 này nó bắt đầu nó đang đẩy lên. Nó đẩy lên để cho nó đều hết, nó đều hết, trung bình 3 cell nó gần gần như nhau nha các bạn. Và sau đó nó bắt đầu nó phải bơm vô. À, các bạn thấy nó lên nhanh không? À, nó đang nạp, nó đang nạp cho cell 3. Các bạn lưu ý nha, khi mà mình sạc ba lăng á, là cái sạc này nó sẽ tự động nó cân bằng cái cell cho mình. Và sau khi ba cell cân bằng xong, bắt đầu nó phải nạp một lần vô để làm cho cục pin của chúng ta nó bền nha các bạn. Thì cục pin này á, cục này nó có dung lượng là 18.000 mAh. 18.000 thì các bạn lưu ý nha. 18.000 thì chứng tỏ là một cell này là 18.000 nha. Bởi vì cái cục này là cục 3S mà. 18.000 thì mỗi cell là 18.000 mAh. Mình đang nạp với cái dòng 3A thì với 18.000 thì mình phải mất tầm khoảng 6 tiếng á, 5-6 tiếng nó mới đầy nha các bạn. Đó.
Thì các bạn lưu ý khi mà mình sạc, mình chọn cái dòng thấp thôi, nạp từ từ vô thì pin mình nó sẽ bền nha. Đó, các bạn lưu ý đây, các bạn nhìn đây ha, đây nó có bắt đầu nó đẩy cell đều rồi này. Sau khi nó lên 3.9, 3.4, 3.6 này, 3 cell bắt đầu gần gần nó đều nhau, bắt đầu nó sẽ nạp dòng lên. Đó, và hiện tại đây là dòng đang nạp vô nha các bạn. Dòng này đang dòng đang vô này. Thì sau khi chúng ta đẩy lên khoảng 3.6 cho đến 3.8, các bạn ngắt, các bạn gắn vô lại cái cục sạc cục kích đề. Và chúng ta sạc bằng cái cục sạc bình thường. Ở đây nó sẽ dùng một cái cục sạc của riêng nó nha. Và ở đây nó có cái dòng là 15V 1A. Thì 15V 1A. Cục này thì sạc khá là lâu ha. Thì bây giờ mình sẽ sạc đầy cho cái thằng này luôn, mình nạp 3A vô cùng lúc. Mình nạp 3A vô thì nó sẽ đã bơm 3A cho từng cell này luôn. Để làm gì? Để cho nó mau đầy nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó bắt đầu nó đều nhau rồi nè. 346, 349 này, 345 nè. Đó, nó đều nhau. Và sau đó bắt đầu nó nạp vô cho mình. Rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách kích đề. Kích một cục kích đề mà nó bị cái hiện tượng gọi là không lên nguồn, là do là cell nó tụt áp quá sâu.